ông muốn tìm đến một người là quay là thật cháu là quay là với cộng đồng mạng là quay là chú muốn tìm một người để bầu bạn sớm tối thôi, chứ một mình là quay cũng khổ lắm. Hay là thực tế là chú cũng là quay mục đích tương lai của chú là chú cũng muốn làm ca sĩ cơ. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang đi tìm, mùa đông ái ân anh đang đứng chờ để màu áo cưới cho em. Chú có dự định tương lai gì sau này của mình để mình phát triển, để làm có tiền để trang trải không chú? Chú dự định tương lai của chú là trước sau chú phải để làm ca sĩ nhé. Ca sĩ, làm ca sĩ tiền nhiều không chú? Cái tuổi chú không thấy là 59 rồi đó. Thật ra cháu là coi chú đăng ký là coi hàng nhạc Bozo hát toàn quốc là coi là mấy năm nay rồi, nhưng mà điều kiện chú không cho phép nhé. Tại Rồi vì bây giờ chương trình Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel xin kính chào quý cô bác chị gần xa thân mến. Dạ, chúng em chào chú. Dạ. chào chương trình và chào cháu Minh Hoàng nhá, chào các anh Dạ. em là quay là trong nước ngoài nước là quay có sức khỏe là quay chào thân ái nhất nhá. Rồi. Để vào chương trình thì chúng em có một cái thể loại mà ai cũng phải hỏi. Có ba ba thể loại nha. Rồi chú có đồng ý cho Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel sử dụng hình ảnh và được phép đăng lên mạng xã hội và không xóa? Chú đồng ý. Rồi chú phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những lời mình nói trong cái video này. Rồi chú nhất trí thôi. Chú nói đồng ý ạ. Chú đồng ý. Dạ. Cái thứ ba nữa là chương trình là cầu nối giúp cho chú và cô kết nối với nhau. Ngoài ra sau này là Sài Gòn Go và Hồng Tâm không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chú đồng ý. Rồi, bây giờ nè, chú ơi, chú có thể cho quý vị khán giả và Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel biết là chú hiện tại là bao nhiêu tuổi, tên gì và đến từ đâu ạ? Chú sinh năm 1965, năm nay năm 9 tuổi. Chú là đến từ Chí Linh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Mình tên gì chú? Chú tên Đồng Thiếu Hoàng nhé. Chú Hoàng đúng không? Dạ. Thiếu Hoàng. Rồi, chú. Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhé. Dạ, năm nay mình 59 tuổi. Chú năm nay năm 9 tuổi. Rồi, chú có thể cho chúng em biết á là tình trạng hôn nhân của chú như thế nào ạ? Hôn nhân của chú là quay là vợ ốm đau là hai mấy năm là quay là mới mất được mấy năm rồi, Mới mấy năm rồi, cả là mấy năm chú? mất hơn 4 năm rồi. 4 năm rồi. Hiện tại là chú đang làm nghề gì mà con thấy chú mặc cái quân phục nè? Chú là quay trước là quay ở bên bộ đội, nhưng mà chú về là quay lâu rồi, chú là quay là trước đi cứ làm là quay bảo vệ cho công ty trong anh, nhưng mà quay vì điều kiện là quay là mẹ già yếu là mới là quay vợ yếu là quay là mấy chục năm là chú phải ở nhà là quay là chú chưa làm gì cả nhé. Dạ, hiện tại là chú được bao nhiêu người con rồi? Chú được hai cháu gái thôi, hai cháu gái thì cháu nó lấy chồng là quay là có gia đình con cái ở rồi. Bây giờ là chú Hoàng ở có một mình hả chú Hoàng? Chú giờ của mình thôi nhé. Dạ, nhà mình có làm vườn tược hay ruộng vườn gì không chú? Chú là quay là nhà nông, nhưng mà chú là quay từ lúc bé là quay là con là chú không có cho nó cấy cày đâu, có biết cái lúa mạ gì đâu. Chú không bây giờ là quay là bao năm là mẹ chú ở mẹ già là qua mấy này vợ yếu là chú không có làm ăn gì cả, bây giờ là chú là quay là cũng đợi là quay chờ là quay cơ hội là có chú là quay là thực hiện cái công việc của chú thôi, nhưng bây giờ là chú nó chưa là không có điều kiện được. Dạ, chú Hoàng năm nay 59 tuổi, quê ở Hải Dương. Trong khi vợ chú mất khoảng tầm 4 năm, chú có quen được ai nữa không chú? Chú cũng có quen một người là nhưng mà quay cũng ở gần nhà chú, nhưng mà thực tế là quay tình trạng là quay tình cảm thì chú nó cũng là quay hiểu là pháp luật chú mà hiểu rõ là quay pháp luật chú mà nó
tâm sự chú là quay là chúng tôi chú chia tay nhau là quay là có rõ ràng nó nét rồi nhá. Chú nói chuyện chú nhìn vô màn hình á để cho bà con mà họ thấy chú. Rồi chú Hoàng vẫn chưa có ai hết, độc thân kể từ khi vợ vừa mất 4 năm nay đúng không chú? Ừ. Thì bây giờ nè chú Hoàng ơi, chú nó ngãi con nghe chú nói chú còn nuôi mẹ già nữa hả chú? Chú mẹ già là quay chú nuôi mẹ già ở chú mấy được năm rồi, mẹ chú mất là quay mấy được hơn năm rồi. Dạ, rồi bây giờ chú Hoàng lên chương trình của Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel, chú Hoàng muốn tìm một mảnh ghép, một người vợ tương lai sau này của mình như thế nào chú? Chú muốn tìm là quay một người là qua tầm khoảng tầm 50, là quay dưới 50 tí thôi. À, năm nay chú 59. Thì cỡ tầm 50 tới 59 hay là sao chú, hay là dưới 50? Tầm 50, hơn 50 tí thôi nhá. 50, 50, 51, 52 được, 53 được rồi ha. Ừ. Rồi. Thì hiện tại là chú đang ở nhà một mình, là nhà của chú luôn. Thì cái mong ước của chú là kiếm một người vợ về mình hủ hỷ tuổi già. Nhưng mà chú Hoàng ơi, chú cho con biết á, là hiện tại bây giờ chú vẫn chưa đi làm gì nè. Rồi á, chú có một cái số vốn gì chưa, tích lũy gì chưa, để mình có thêm một người vợ về là thêm một miệng ăn nữa đó chú. Chú là nói thật đấy, cháu với cái chương trình như này bây giờ thực tế là quay chú là quay là nuôi mẹ già ốm đau với này, vợ ốm đau hai mấy năm là quay là thật chú là kinh tế điều kiện nó cũng khó khăn. Chú là cũng là thực hiện là quay là một cái mục đích của chú là quay cái chương trình của chú, nhưng mà chú chưa thực hiện được vì điều kiện là chú là quay thứ nhất là mẹ già vợ yếu là bao năm là quay là bệnh tật là quay ốm đau là quay là vợ là ốm đau là quay hai mấy năm đến 18 năm mới mất, hai đứa con chú là quay đi lấy chồng mẹ không biết gì cả. Dạ, chú nói chuyện chú nhìn vô màn hình, chú đừng nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài bà con thấy nó kỳ lắm. Dạ, chú nhìn vô màn hình giúp con nha. Rồi, thì bây giờ chú Hoàng cũng đang gặp khó khăn mà sao chú lại đi tìm một nửa mảnh ghép chi nhiều chú. Nhiều khi về rồi làm sao mình nuôi nổi không? Ông chú muốn tìm đến một người là quay là thật cháu là quay là với cộng đồng mạng là quay là chú muốn tìm một người để bầu bạn sớm tối thôi, chứ một mình là quay cũng khổ lắm. Hay là thực tế là chú cũng là quay mục đích tương lai của chú là chú muốn làm ca sĩ cơ. À, chú muốn làm ca sĩ ha. Wow. Chú chưa thực hiện được nhá. Chưa thực hiện được, nhưng mà bây giờ gì nè chú Hoàng, bây giờ là con cái chú lớn hết rồi, có riêng tư rồi, có trợ cấp gì cho chú không? Thì bảo các cháu là nó vẫn cấp cho chú nó tiền tiêu vặt thôi, chứ còn nó thật cái cháu là quay mấy anh em cộng đồng mạng là có được bây giờ là quay con cái thì đi có gia đình là có chồng có con có gia đình thì nó phải lo gia đình cho nó nhá. Dạ. Mình cũng phải tự là lo cho mình thôi. Vậy con hỏi thêm chú cái nữa, mấy lâu nay thằng chú chưa có việc làm đó, rồi chú sống bằng nghề cái gì chú, nhờ cái gì chú sống được có đồng ra đồng vô? Thì chú là quay thì bảo cháu lắm là cho mẹ là quay, chú là cũng là quay là làm quanh quẩn là quay ai thuê cái gì chú làm cái đấy thôi, chứ bây giờ chú, là, chú là quay là trước là mẹ già là quay là vợ ốm đau thế là chú cũng chưa xác định là quay một cái nghề gì là quay là biết kiểu được nhá. Ừ, vậy đến thời buổi giờ chú vẫn chưa có nghề đúng không? Chú giờ con nói thật với cháu là bây giờ nó cái anh em cùng đồng mạng bây giờ chú nó cũng là chưa có nghề chính đáng, chú nó cũng muốn là sao là quay là điều kiện của chú giờ không cho phép nhé. Dạ. Là trước năm là quay chú cũng muốn là hòa đồng là đi chơi mới là quay bạn bè là ngoài kia, nhưng mà thực tế là quay mẹ già yếu là quay qua bao nhiêu lần dịch nhất là quay là ốm đau là quay bà mới mất được hơn năm thôi, còn vợ mất được có năm rồi, nhưng mà cháu ổ bây giờ hai mấy năm nó quay vợ cũng đau đi viện là quay 18 lần đi viện. Rồi để con tóm gọn lại cho các cô nghe ha. Hiện tại là do chú lúc trước là nuôi mẹ già với vợ vừa mất, cho nên là bây giờ là cái công ăn việc làm chú hiện tại là vẫn chưa có đúng không chú? Rồi đúng rồi. Nhưng mà khi chú đến với chương trình của Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel đó, thì chú muốn cái người đó đó là sau này là có nhà cửa gì không, hay là về ở chung với chú luôn?
muốn là quay gia đình người ta cũng có nhà cửa, là quay kể cả bà chú là có chú ở, là quay nhà người ta cũng được, không có tao, nhưng mà người ta sao có tình cảm là quay hai bên là quay là hiểu nhau, là thông cảm với nhau, chia sẻ lúc buồn vui lúc tuổi già cháu ạ. Mà bây giờ các cô á, nếu mà về sợ về chung với chú mà không có cái gì mà đồng ra đồng vô á, thì khó sống lắm. Chú có dự định tương lai gì sau này của mình để mình phát triển, để làm có tiền để trang trải không chú? Chú dự định tương lai của chú là trước sau chú phải làm ca sĩ nhá. Ca sĩ, làm ca sĩ tiền nhiều không chú? Cái tuổi chú không thấy là 59 rồi đó. Thật ra cháu là coi cháu chú đăng ký là coi hàng nhạc Bozo hát toàn quốc là coi là mấy năm nay rồi, nhưng mà điều kiện chú không cho phép nhá, tại Rồi vì bây vợ giờ ở chú gửi tới bà con thân thuộc một cái dòng bolero một đoạn ngắn đi chú. chú là quay là mình mở có nhạc là hát nó mới hay. À, mình Thật ra cháu hát chay thôi, hát chay thôi cho mấy cô nghe thôi, chứ nhạc làm ca sĩ rồi hát chi nữa, hát chay một câu thôi chứ không hát nhiều. chờ chờ đông được nhá. Rồi ok mời chú. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang đi tìm, mùa đông ái ân anh đang đứng chờ để màu áo cưới cho em. Ôi mắt tình này buồn ấy sao khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son kia vẫn phai màu, dù cho mắt xanh kia vẫn hững hờ, và tình ta mãi phôi phai. Rồi quá hay luôn. Rồi bây giờ vậy nè, chú Hoàng năm nay 59 tuổi, chú muốn một cái cô nào đó về thấu hiểu và kề cận bên chú. Ví dụ như cô đó có nhà muốn chú về vẫn được đúng không? Chú muốn là cô ấy về với chú là hoặc cô là ở với chú ở với cô được, không quan trọng. Bây giờ nhà chú là qua đây còn bàn thờ bố mẹ với vợ chú là quay là với nghĩa vợ chú Rồi rồi bây giờ quay được. chú Hoàng nè, chú có phân biệt vùng miền không, hay là muốn người gần mình, hay là ở miền Nam? Chú là tỉnh Hải Dương là quay là chú là muốn là người gần gần là quay khu tỉnh một hai À, tỉnh bên đây thôi. gần gần mình ha. Rồi chú muốn là một cô nào đó về và chung tay góp sức cho chú làm ăn. Chú Hoàng à, con cũng không biết nói gì chú, nhưng mà cái thời buổi bây giờ đó chú phải hiểu á, là người đàn ông mình phải tạo dựng ra một cái đồng ra đồng vô thì các cô á mới tới nhanh hơn đó chú, cho nên là con cố gắng là khuyên chú á là làm có một cái đồng tiền đi, đồng lương đi, rồi xong mình mới có được một cái tình yêu, mới lo được cho người ta là mình mới yêu được cái chú. Dạ. Rồi chú hiểu. Bây giờ nói thật với cháu là mấy cộng đồng mạng nó vô chú cũng biết cả, bây giờ cũng muốn làm sao là quay là đến là ai hoặc là quay lo no cho vợ con là có một cuộc sống là quay là Dạ. tốt, nhưng mà thế cháu mà hiểu đâu, mẹ chú là già mấy hai vợ chú là ốm đau đến hai mấy năm nó quay là chú cũng là Dạ quay rồi rồi thì con cũng thấy là chú cũng lớn tuổi cho nên con mới nói vậy thôi. Như vậy chú nè, ngoài những cái giờ mà bây giờ chú ở một mình á, thường thường là chú làm cái gì chú, ở trong nhà công việc gì trong nhà? chú là quay lùng quanh là quay nghĩa trang bây giờ vườn được lên nó quay nhà sân nhà đây rồi chú là quay là mẫu là quay rồi chú dọn dẹp là quay mà lắm. Bây giờ là chú muốn đi là quay bạn bè là giao lưu là quay, nhưng mà thật với cháu là quay với anh em cùng mạng bây giờ điều kiện không cho phép nhé. Dạ rồi, con biết điều kiện chú không cho phép rồi. Nếu mà con nghĩ này nè, nếu mà chú mà điều kiện mà nó khó khăn vậy, con nghĩ là không biết là các cô có ngỏ ý mà đến với chú hay không, thì con cũng muốn là các cô cũng hãy xem xét kỹ cái video này, để khi mà nhấc máy lên gọi cho Sài Gòn Go nha. Qua đây Sài Gòn Go sẽ tóm tắt lại quá trình của chú. Chú hiện tại là nuôi cha mẹ và vợ mới mất có tầm 4 năm. Hiện tại là vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Con cái bây giờ là có gia đình riêng tư hết rồi. Lâu lâu cho chú được một ít đúng không chú?
Rồi, đó thì bây giờ chú mong ước một cái cô nào đó đến với chú thật lòng và về ở với chú, để hai người cùng chung xây tổ ấm cho cuối đời, phải không chú? Rồi, đúng rồi. Rồi, các cô xem qua video này nãy giờ phỏng vấn thì các cô cũng biết rồi đó, thì chú ở con mình hả? À, thì nếu mà các cô nào mà thấy được cái video này thì hãy gọi cho Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel. Còn các cô nào mà các chú mà ở trên mạng mà cảm thấy mà lời nói của chú có cái chỗ nào đó không vừa thì hãy bỏ qua, thông cảm cho chú, tại vì chú cũng lớn tuổi rồi. À, chú ơi, thường thường chú có đi đâu chơi xa không? Chú cũng là cái ít đi xưa ra lắm, vì thực tế là cháu là bao giờ chú là quay là cũng là điều kiện là quay là trước là làm thế này, vợ yếu đấy là quay là chú là quay muốn làm sao là quay để cho nó ấm trong gia đình, là quay nuôi mẹ già với vợ là quay chú đáo, chú không quay là có la cả đi là chơi xa cả. Chú có hút thuốc rượu bia gì không? Chú không uống rượu bia, nhưng có vui anh em thì làm non bia thôi, nhưng mà bình thường ấy, thì thuốc thì chú hút ít thôi. Dạ, có hút thuốc không chú? Chú cũng hút nhưng mà chú hút ít thôi, nhưng mà thực tế là trong cái cháu là quay biết là quay với anh em đồng mạng là chú hai mấy năm nay vẫn như người ở nhà chú là cao một chú Hoàng nè. Chú Hoàng không nghĩ gì nè chú Hoàng, nếu mà sau này một cái cô nào đấy đó mà về, ví dụ như mà chưa có việc làm á, thì đồng tiền nó không có, làm sao mà mình sinh sống được chú? Thì chú cũng là muốn sao là có tạo điều kiện là chú ý đó, chú là quay công việc chú phải ổn định, chú đi làm chú ạ. Dạ, chú phải cố gắng lên nha. Người đàn ông mình á, là phải là cái trụ cột trong gia đình, làm ra đồng tiền để chi? Không phải là để nuôi người vợ, mà là để góp sức vào để cho người vợ mình thấy mình là một trai nam nhi, phải không chú? Dạ. Bây giờ thì... là cháu giờ vợ là ốm đau là quay là hai mươi mấy năm, là đến 18 năm mới mất, thì quay bệnh tim xong là tai biến hai lần, thì chú là quay còn phải cõng cả vợ để quay là vợ vào. Dạ. Rồi bây giờ chú còn muốn điều gì của cái cô đó sắp tới đến với chú không? Chú muốn là sao là chương trình là quay ghép nỗi yêu thương với là cái là anh cháu Minh Hoàng là quay là anh em cùng lòng mạng là quay thông cảm với chú, là ai đến yêu thương chú là đến với chú là thật lòng, chú muốn là xây dựng một cái tổ ấm là quay thực sự nhá. Rồi bây giờ chú gửi gắm điều gì đó đến với cái cô sắp tới này đi. Chú muốn là quay là qua chương trình là quay là cháu nói yêu thương là quay cháu Minh Hoàng là quay, chú muốn là quay là đến với một người là quay ai thông cảm cho chú, là điều kiện chú là quay đến với chú là có một cái tình thương thực sự. Rồi thì chương trình cũng khá là dài rồi, chú chào quý vị khán giả và các anh chị em đi, rồi mình sẽ kết thúc video là chú. Rồi. Chú chào khán giả đi. Mình chào là quay để cố chương trình, rồi Sài Gòn Go và Hoàng Tâm cũng sẽ kết thúc video này lại để đăng video này lên giúp cho chú tìm được một người như ý nguyện của chú ha. Rồi Sài Gòn Go và Hoàng Tâm một lần nữa xin chào quý chú anh chị.